với chủ đề Mưa nguồn, buổi triển lãm hội họa của họa sĩ Đỗ Chung diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo những người yêu nghệ thuật hội họa đến tham dự. Những tác phẩm tranh của họa sĩ Đỗ Chung đã tác động mạnh mẽ đến thị giác người xem. Đối với cái hình tượng nghệ thuật thị giác thì nó có nhiều cái hình thái lắm. Có thể là hiện thực, có thể là cách điệu, có thể là cường điệu, có thể là biến điệu, có thể là trừu tượng vẫn ẩn dụ. Đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng về chuyên môn, về hội họa, điêu khắc, đồ họa để hình tượng hóa cái tư duy trừu tượng của mình thành một cái tác phẩm mà công chúng có thể nhìn thấy, cảm nhận, tác động cái mỹ cảm trong họ. Phong tranh của họa sĩ Đỗ Chung là cho người xem thành phố, đặc biệt giới trẻ, thấy rằng là cái ngôn ngữ nghệ thuật thị giác nó vô cùng lắm, nó phong phú lắm, và chúng ta gửi đến công chúng bằng một cái ý nguyện rằng là cống hiến một cái mỹ cảm cho mọi người và cho mọi người thấy được là một cái hình thái mới trong nghệ thuật thị giác. Theo đuổi trường phái tranh trừu tượng, những bức tranh của họa sĩ Đỗ Chung khiến người xem có thể cảm nhận được sự phá cách trong lối vẽ của ông. Nét vẽ mỏng manh nhưng có chiều sâu về hình ảnh, phóng túng mà nghiêm ngắn, góc cạnh song dung chứa sự mãnh liệt của cảm xúc. Có cảm giác nguồn sáng tạo của ông đến từ những điều bình dị diễn ra xung quanh. 36 bức tranh của họa sĩ Đỗ Chung với những kích thước khác nhau đã thể hiện đủ đầy đời sống hiện thực và những khát khao mong muốn. Thả trôi từ đề tài đến kỹ thuật, họa sĩ Đỗ Chung hướng đến ngôn ngữ hội họa riêng biệt. Mình có 2 năm được ở bên Paris, nó mời sang để nghiên cứu mỹ thuật thế giới và triển lãm bên đó. Mình nghiên cứu rất kỹ các họa sĩ số 1 của thế giới, tức là mỗi con người đi một con đường, mình vẽ theo cái lối vẽ mà trên thế giới này chưa có anh nào vẽ giống thế hết, tức là vẽ một nhát ăn ngay. Bức tranh to đó là trong phạm vi thời gian 24 tiếng đồng hồ, nếu không vẽ xong thì phải bỏ đi, và tranh này không thể phục chế được, không thể vẽ lại được, không thể sao chép được, vì nó trông nó đầy đủ không gian nhưng mà sờ vào thì nó mỏng như tờ giấy. Phong cách sáng tác trừu tượng rất là lạ, và thực ra thì trừu tượng của anh Đỗ Chung nó vẫn có hình, và cái nếu mà các anh chị xem thì sẽ thấy tổng lên là cái gì đấy nó rất là đẹp về màu sắc, sự hòa quyện của các gam màu, sự phối màu nó rất là chuẩn, và cái sự tưởng tượng cái trừu tượng á, thì nó lạ lắm. Nhìn thấy một cái gì đấy nó rất là cao siêu, nó rất là thâm trầm. Cái sự trừu tượng như mình thấy một cái không gian nào đấy mà nó rất sâu và nó rất là rộng. Và qua cái sự tưởng tượng, đôi khi có những bức tranh mình cảm giác như là anh ấy vẽ về một cái hành tinh nào đấy. Và cái nhìn nó rất là rộng, nó nhìn từ trên cao, nhìn xuống rất là rộng. Nhất là mấy cái bức tranh ở ngoài tiền sảnh, cái màu rất là đẹp và cái không gian rất là đẹp. Và ở trong đấy nó gửi gắm những cái ý tứ rất là sâu. Khi tìm hiểu về cái nét đẹp của con người, của thế giới tự nhiên thì được anh ấy tưởng tượng và anh ấy thể hiện nó rất là đẹp. Tranh của ông tạo cảm giác mở, không có giới hạn của đường viền nét. Họa sĩ Đỗ Chung không định hướng người xem đến với tranh của mình. Thay vào đó, ông dẫn dụ bằng cảm xúc và sự trải nghiệm thực tế. Ngỡ trừu tượng nhưng không trừu tượng, tạo cho người xem liên tưởng đến mưa nguồn bất tận.